Ông có điều gì để trình bày về cái thành tích của cái vai trò và cái thành tích của cảnh sát quốc gia, rồi sau này ông nói là có thêm cảnh sát giả chiến nữa. Là, dạ. Thì thưa quý cô, thế này, cái thời kỳ nhiễu nhương của đất nước mình Dạ. thì tất cả những người như cô Thanh Trúc, chúng tôi nói riêng và những người vào những cái giai đoạn mà trưởng thành trong một cái đất nước chiến tranh liên tục, chiến tranh nội thù rồi chiến tranh này chiến tranh kia, thì cái ngành cảnh sát nó phải bắt nhịp theo cái điều đó. Nhưng mà cái điểm cho son của người cảnh sát thì tôi muốn đề cập đến năm 1968, cái Mậu Thân. Bây giờ tôi nói riêng về cái đô thành là Sài Gòn, thì Sài Gòn lúc bây giờ thì chiến cuộc Mậu Thân thì bây giờ nói ra thì bằng thừa là bởi vì toàn dân mình biết khởi sự nặng nề nhất là ở Huế. Còn các cái tỉnh lỵ trong miền Nam này thì là có Đắk Lắk là ban Bí thuộc chỗ chúng tôi tụng sự. Còn đô thành Sài Gòn thì lúc bây giờ không còn bóng dáng quân đội. Bởi vì những cái lúc đó là hưu chiến, Đúng ai rồi. cũng nghĩ vậy. Thành ra quân đội cũng được nghỉ phép, duy trì chỉ còn có cảnh sát. Và đặc biệt nhất là cảnh sát đã duy trì an ninh trật tự và đẩy lui những cái thành phần cộng sản mà tấn công vào đô thành Sài Gòn, là biệt đoàn 222 cảnh sát dã chiến mà vừa rồi tôi mới nói. Và các cấp chỉ huy lúc bấy giờ thì cái điểm son mà chúng tôi nhận được là dưới trướng của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã điều hợp, và Đại tá Trần Văn Hai. Hai vị này ở quân đội nhưng mà lại đảm trách chức vụ là Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia, thì hai vị này là luôn luôn là những người mà chúng tôi cho là khả kính về về vấn đề đức độ, về vấn đề can trường và vấn đề là rất là tận tụy với anh em và coi anh em là đúng nghĩa chiến hữu. Nói đến đó thì có lẽ là cũng phải nhắc lại cái biến cố đau thương của miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước đó, từ từ lúc mà bỏ ngỏ Ban Mỹ thuộc bỏ ngỏ miền Trung để đi vào trong, thì là Thanh Thanh Trúc nghĩ là, thưa ông, có lẽ là cái lực lượng cảnh sát nói chung đó, cảnh sát quốc gia nói chung, có lẽ là cũng bị những cái tác động, không biết là có mãnh liệt như là những cái tác động ở bên quân đội hay không. Xin ông trình bày trước khi mà xảy ra cái cảnh tan hàng. Vì vậy mà ngày hôm nay nhân cơ hội này cô đã hỏi, thì không phải là tôi đề cao ngành cảnh sát quốc gia, nhưng mà nói về những ngành cảnh sát quốc gia thì đồng bào thường có cái thành kiến, là bởi vì thành kiến này là trên khắp thế giới, và ngay bây giờ chúng ta sinh sống ở đất Mỹ thì là một cái ngành mà không, dân chúng không có gần gũi, không có thương mến, là bởi vì sao? Thì bây giờ chúng tôi có cái những cái đụng chạm, duy trì an ninh thì đụng chạm với những thành phần bất hảo, mà cái nặng nề nhất là cho chúng tôi là đụng với lại cộng sản. Thế thì khi cộng sản á, là tuyên truyền nặng thì chỉ có gọi chúng tôi là những tay ác ôn. Đó là tôi đơn cử một vài chuyện thí dụ mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ thế này, ngành cảnh sát chúng tôi là bị ngược đãi, bị bạc đãi trên nhiều lĩnh vực. Sau 1975 thì cái đơn cái tỉnh lỵ đầu tiên mà chịu nặng nề nhất là Đắk Lắk, vì với sự tấn công của ba sư đoàn Bắc Việt. Thế rồi các tỉnh lân cận thì chúng ta bị nghĩa là tự nhiên vậy mà chúng ta rút đi, Rút quân. rút quân. Thật tình ra trong cái chiến sự vừa rồi đó, là cảnh sát quốc gia là cả một cái người mà cảnh cộng sản thâm thù, thành ra chúng tôi có những anh em đi tù 17 năm, 12 năm, và những người có cấp bậc rất thấp, nhưng mà chẳng may anh em đó đảm trách những công việc tình báo, họ chỉ là cấp trung sĩ, hạ sĩ quan, họ cũng bị đưa ra ngoài Bắc và đi tù giống như hàng sĩ quan cao cấp. Đó rồi thì anh em
là lúc bây giờ phải gọi là thân tàn ma dại, mất hết cả, không còn cái gì hết. Nhưng mà đời sống trước khi làm cảnh sát đã gặp những chuyện phũ phàng rồi. Thành ra riêng chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là ngành cảnh sát là một ngành bị ngược đãi nhiều mà buồn nhiều hơn là vui. Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn, ông có nhắc đến hai cái vị chỉ huy cấp lãnh đạo của cảnh sát quốc gia, đó là Ông Trần Văn ông Hai. Trần Văn Hai và ông Nguyễn Ngọc Loan, Dạ. là hai cái vị mà gọi là có thể nói là lãnh đạo mà có công đưa cái làm Vâng. cho cái lực lượng cảnh sát quốc gia đó nó Dạ. trở thành một cái lực lượng mà gần như là một trong những cái lực lượng mà an dân mà nòng cốt ở tại thành phố cũng như ở tại nông thôn. Thì thưa ông, bây giờ đó nhắc lại cái ngày 30 tháng 4 thì chắc phải nhắc đến những vị chỉ huy nào đã hy sinh, và ông cũng tiện đây xin ông cũng nhắc ngoài hai cái vị mà như chúng Dạ. ta vừa mới nêu tên thì còn cũng có những cái vị chỉ huy ở cấp dưới nữa cũng rất là sáng chói trong ngành cảnh sát, xin Vâng. ông nói luôn. Dạ. Giống như là, nếu mà đề cập như vậy, chúng tôi phải nói đến Trung tá Nguyễn Văn Long. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh Trung tá Nguyễn Long? Vì chính Trung tá Nguyễn Văn Long mới là người cảnh sát thuần túy. Còn tất cả trong ngành cảnh sát chúng tôi có 11 cấp chỉ huy làm tổng giám đốc cho đến làm tư lệnh về vì về sau này thì tổng nha cảnh sát nâng lên hàng vì sự bành trướng của cái lực lượng thì nâng lên tới hàng hàng bộ, tức là bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, người ta không còn gọi là tổng nha cảnh sát. Thì chúng tôi được cái sự điều động ngành cảnh sát tới 11 vị sĩ quan quân đội, mà duy nhất chỉ có một người làm phó tổng tư lệnh phó cảnh sát quốc gia là ông Bùi Văn Nhu, vào cảnh sát từ cái lúc ông ta 20 tuổi, mà ông ta sinh 1920 đó. Thì nói về ông Long thì chúng tôi phải nói thẳng là phải vinh danh một người cảnh sát thuần túy là ông Nguyễn Văn Long, một người sống liêm khiết, làm việc chừng mực và cho đến lúc tự sát ở trước cái tượng đài ở Thủy Cung Lục Chiến trước Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng Vâng, 4. mà tất cả thế giới đều biết qua tờ Paris Match chụp cái hình đó, ông ấy nằm sóng xoài đó. Thì ông là một viên chức tùng sự rất lâu năm và cũng là một viên chức từ ngành công an Tây chuyển sang, ngày xưa nó gọi là Sûreté Fédérale. Dạ, thì ông ấy chuyển sang như vậy. Sở dĩ tôi nhấn mạnh vậy là một người thâm niên vô cùng mà suốt cuộc đời là liêm khiết, không có một cái nhà tư, thậm chí tội nghiệp là những cái lúc mà loạn lạc ở Huế chỉ làm một cái mái che dựa vào một cái bức tường của một cái biệt thự, không có điện nước. Một người mà trong ngành cảnh sát có một chắc là không có hai, Dạ đó là vâng. ông Nguyễn Văn Long. Thưa, đó cũng là cái niềm tự hào của những người ở trong ngành cảnh sát quốc gia của miền Nam Việt Nam. Ngoài những vị tuẫn tiết, rồi sau đó tan hàng thì đã có rất nhiều vị bị đi tù cộng sản ngoài Bắc cũng như ở trong Nam, và nhiều vị đi rất là lâu năm đó. Thì bây giờ Thanh Trúc có một câu hỏi khá là vui để hỏi ông, là hồi xưa đó còn nhỏ Thanh Trúc cứ nghe người ta nhắc là người ta nói như vậy nè, mấy ông cò cảnh sát, người ta Thanh Trúc không biết vì sao kêu là ông cò nha. Thứ nhất là kêu ông cò quận 1, ông cò quận 2, mấy ông đó là hét ra lửa mửa ra khói, ngoài cái thành tích gọi là chống cộng rồi, gọi là chống cộng rồi, gọi là đi lùng bắt những cái tay cộng sản trong vùng, cũng là cảnh sát quốc gia rồi đặc công rồi gì đó, chống lại đặc công, thì là ngoài cái đó ra thì họ nói rằng với ông đó là thành tích lẫy lừng, cho nên họ gọi là ông cò. Tại sao lại kêu là ông cò quận 1, ông cò quận 2? Vâng, và rồi trong khi đó đó thì hồi xưa, thiệt là xưa, thì người Việt Nam lại có cái gọi là kêu cảnh sát là mã tà nữa. Đúng. Thanh Trúc thấy nó hơi buồn cười. Ông có thể giải thích. Dạ vâng, dễ lắm. Như tôi thưa với cô vậy, cũng nhân đây, cô hỏi cô rất hay. Là bởi vì người ta cứ gọi là cò, ha? Rồi trong Nam thì gọi là ma tà. Đó. Rồi thí dụ bây giờ ngành công an á, thì ở ngoài Bắc và ngoài Trung gọi là lính kính.
À Lính dạ, Kiến. lính kiến, Đấy, đấy, đó, đó là những danh từ mà thối thân từ thời Tây để lại. dạ. Cái chữ cò đó, theo tôi hiểu đó, là bởi vì đó chữ là commissaire. À dạ, có Dạ, biết sao? thì họ nói tắt đi là như vậy. Ông Theo cò, theo tôi dạ. nghĩ vậy. Là bởi vì ví dụ cô với chúng tôi đều trưởng thành ở Đà Lạt, thì ngày xưa nó gọi là thí dụ commissaire de la police du province nào đó, Dạ. thì nó có nghĩa là như vậy đó. Rồi trong ngành của chúng tôi có cái chức vụ đó nữa, cái chức vụ đó là như này, ngạch trạch thì đúng hơn, thì có commissaire là về sau này chúng tôi gọi là quận trưởng. Còn tôi đã nói với cô ngay từ lúc đầu, nếu mà vào cái trang lứa của chúng tôi, với cái tuổi đời năm nay là tôi 87 tuổi, tôi gia nhập cảnh sát coi như là lúc bây giờ tôi 25 tuổi. Thế thì tôi ở trong ngành là mười mấy năm á, thì tôi được có một cái là như thế này, có lẽ là thiên phú cho tôi được một cái trí nhớ, và tôi hay tìm hiểu. Thì tôi mới nghĩ như thế này, tất cả những cái gì danh xưng mà chuyển ngữ của ngành của chúng tôi là đều là thoát, như tôi vừa mới nói cô là thoát thân từ Pháp mà ra. Thì nó có cái là thí dụ giờ phó thợ giáo viên nó gọi là adjoint, nó là gọi là inspector adjoint, đến thẩm sát viên thì nó gọi là inspector especial, là cảnh sát đặc biệt. Rồi cái người mà phụ trách cảnh sát á, bên cảnh sát đó không phải công an đó, thì người ta gọi là inspector principal. Đấy. Rồi lên tới cái redactor thì cái ngôn ngữ này chuyển ngữ Việt Nam á, thì lại nó qua cái lĩnh vực nghề nghiệp của cô là truyền thông, nó không không đúng nghĩa là redactor, mà redactor của chúng ta là biên tập, thì bên này nó dùng chữ đó nó gọi là biên tập viên. Thế rồi bây giờ mới đi vào cái cò này, thì về sau mình dịch ra là quận trưởng, commissaire, grad được, hay là gọi là grad được commissaire, rồi nó mới lên tới kiểm tra thì nó gọi là controller, rồi tổng kiểm tra là tột bậc của ngành cảnh sát nó gọi là controller general. Đấy, thì cô thấy không? Cô cũng xuất thân từ trường Pháp, cô thấy không? Bây giờ nó là pronoun như thế, nó là phiên âm như thế, nó là phát âm như vậy. Đó, thành ra họ quen thì họ cò. Cũng như bây giờ tôi ở đây chơi với bạn bè, nó ông cò Toàn ơi, thì nghĩa là ngày xưa tôi cũng có một cái chức vụ nhỏ nhỏ trong cái bộ chỉ huy thôi, nhưng mà họ coi như vậy họ đề cao mình thôi. À, hay là gọi vui, cô vừa vừa chữ chưa. Còn cái ma tà thì tôi nghĩ là thế này, cô thấy không, ở trong Nam mình đó, nguyên một cái khu vực là Chợ Lớn là của người Tàu, có đúng không? Ngày xưa tụi người Pháp người ta cũng gọi là cà chê chinois. Thế thì cái chữ mã tà đó là bởi cái Hán ngữ mà người trong Nam kêu mã tà quen rồi đó. Còn ở ngoài kia đó thì người ta gọi là lính kính. Ở ngoài, rồi sang bên này cũng như là cái ngôn ngữ của Mỹ đó gọi cảnh sát là cớp. Mình cũng có chữ cớm là ngoài Bắc, thì đây đây nó là có. Dạ Cớm, thế thôi. vâng. Nhưng mà đối với những người mà gọi là mang nặng cái lòng yêu thương cái miền Nam Việt Nam rồi, nghĩ tới cuộc chiến hay là nghĩ tới những cái chuyện liên quan đến đất nước của mình trước 1975, thì ai nấy đều vẫn thích khi mà nói đến cái chữ cảnh sát quốc gia, bởi vì cái đó nó cho mình một cái sự an tâm nào đó, chí ít là trong cái đời sống ở thành phố hay là ở những cái vùng xa mà thường thường hay bị phá hoại. Thanh Trúc rất là cảm ơn thời giờ của ông Nguyễn Văn Toàn, cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia. Và nhớ là Thanh Trúc nhớ là ông đã từng tùng sự tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia ở Ban Mê Thuột, Đắk Lắk. Và khi mà gọi là triệt thoái khỏi cao nguyên đó, thì ông cũng đã phải theo Bộ Chỉ huy mà triệt thoái về trong Sài Gòn. Thì kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện lý thú về ngành cảnh sát cũng như một khuôn mặt kỳ cựu trong ngành cảnh sát là ông Nguyễn Văn Toàn. Thanh Trúc cảm ơn thời giờ của ông, và Thanh Trúc xin kính chào và mong rằng quý vị thích thú với chương trình này. Chúng tôi cũng
Xin cảm ơn quý vị đã bỏ ra rất nhiều thời giờ quý báu để nghe chúng tôi tâm sự về cái ngành nghề của chúng tôi. Thì chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn lại gặp một dịp khác nếu chúng tôi còn trở về bên Washington DC này. Ok, xin trân trọng kính chào. Chào cô Thanh Trúc. Dạ. Yeah.